Nãy quý vị chưa thấy cảnh vui lắm, hai lúa bị cây tùng đè, anh Tùng cắt hai lúa đến kéo. Lần đầu tiên đi đâu có biết kinh nghiệm. Wow. Chào các bạn, hôm nay anh Tùng đã đến đây và cưa rất là nhiều cây ở đây. Bây giờ đây là những song cảnh, cảnh xung quanh anh Tùng đã cưa cây các bạn. Đây anh Tùng đây. Tùng đang lấy dây cho chuẩn bị cưa khúc cây trước nữa cả nhà. Khi anh Tùng đã cưa mấy cây dừa sao sao anh Chiến, hai lúa bị sao anh Chiến? Nãy quý vị chưa thấy cảnh vui lắm, hai lúa bị cây tùng đè, anh Tùng cắt hai lúa đứng kéo. Lần đầu tiên đi đâu có biết kinh nghiệm, kéo nó đập nó đè chuối cái đầu vô trong cái thùng kia. Con du khỉ né được, con du khỉ thì né được, hai lúa đâu có né được. Làm sao mà chạy kịp? Lọt luôn cái đầu vô. Có chạy kịp đâu? Cắm đầu vô cần xé luôn. Rồi anh Tùng bây giờ bắt đầu cưa cái đoạn này nữa là xong rồi cả nhà. Máy này nè. Máy bự hay gì ba? Máy này nè. Rồi sớm đông đông lại kéo cái cây đi, hai lúa đi chỗ khác rồi. Ủa, xin đi rồi. Quay đưa, 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 đưa. Dạ đang quay hình anh Tùng. Dạ cô thấy anh Tùng cưa cây hay không cô? Rồi, quá giỏi hả cô? Tôn Ngộ Không. Như Tôn Ngộ Không luôn hả? Ừ. Anh là vô khỉ mà anh là truyền nhân của Tôn Ngộ Không mà. Dạ. Tôn Ngộ Không còn hay hơn vô khỉ nữa. Đây giờ anh vô khỉ bắt đầu chuẩn bị cưa cái cây này. Cây này cái gì anh Tùng? Cây sa kê. Cây sa kê. Cây gốc sa kê. Khi anh em YouTube bỏ máy hết trơn để mà kéo cây cho anh vô khỉ luôn nha cả nhà. Không cần làm YouTube nữa. Rồi bắt đầu mấy anh YouTuber đang chuẩn bị kéo cái cây gần cả nhà. Wow. Quá dữ. Chỉ có Chiến Đồng Tháp mới kéo nổi lúc này. Thank you.
chứ mình không có quan hợp được. Cưa gấp luôn. Cưa nhôm luôn. Cưa cầu thang luôn. Rồi vô tắm cái Tùng ơi. Bị nhát lửa luôn á. Chúng gì anh Tùng? Chúng gì dưới này? Đá gì nè. Này cũng đá, đá đỏ. Thưa vậy các bạn, sau gần một ngày làm việc thì cái khu vườn này vua khỉ quánh tanh xà banh luôn, trống lỏng luôn. Các bạn coi nó ngã quang luôn. Đây quý vị các bạn, đây là còn hai cây dừa nữa. Anh Du Khỉ, anh Tùng sẽ tiến sau sẽ cưa hai cây dừa nha các bạn. Mình đây còn hai cây dừa nữa. Rồi anh Tùng tắm bằng cái nước kia luôn rồi. Này còn đánh gì biết không? Rồi tắm đầu luôn, tắm đầu luôn. Hồi xưa chú đi học thấy tắm khỉ. Hồi xưa chú đi học qua tắm, tắm tắm khỉ. Cái này là rồi người ta kêu khỉ khỉ ướt nè. Con khỉ khô đâu, con khỉ khô đâu. Ướt đậu giờ hả? Ướt đậu chưa rồi. Ta kêu thường thường khỉ khô mà hôm nay kêu khỉ ướt rồi. Mát không Tùng? Mát. Dạng mạnh dạng yếu
thấy không, cưa sáng giờ nhiều cây lắm nha. Một cây dừa, hai cây dừa, ba cây dừa, một cây móng rồng, cây sa kê, cái gì nữa ta, bút kỳ, mấy gì rồi đốt cái tùng ha, bè vừa mà hai lúa mày, hai lúa mình tháp luôn chút xíu ra là chụp bằng mà nhờ hơn để cắm vô cái cần xé trong đình có người đổ có đổ ơi, thấy không mà vậy mà anh ba thấy không, vậy mà làm như trời đổ xong khỏe nó ha, khỏe tân ha, nó không có sức gì rồi chịu không nổi đâu, là không nổi đâu đuổi đuổi à. Mấy tiếng hồ gì nữa, mấy cuốn mình sáu mươi tiếng à. Ừ. Bên ai chưa hoàn thành ở trong cái ngôi đình này thì đây có mấy huynh này sớm giờ cũng phụ giúp mình luôn anh ấy ok không? Dạ. Ok ha. Rồi chào bà con nha. Ừ, tại này không có đội cái nón, nãy cái nón nó nhẹp rồi. Trên hai lúa đậu tháp, hai lúa đậu tháp. Đây là hai lúa Tiền Giang. Trên hai lúa Tiền Giang là trên chị Hằng. Đây là mới làm đây có được cờ chiến đậu tháp. Chúc quý vị mạnh khỏe nha. Chúc nếu người Việt Nam bên đây á là chúc ngủ ngon. Một lát rồi một lát về nhà tắm rửa đó mấy vô trong trong lát vô trong đó phải uống cái tầm một hai ly nữa để cũng như cảm ơn những xe. Dạ. Kính chào quý vị á. Dạ.